Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là mình xin chia sẻ một cái clip về ăn uống nha các bạn. Đầu tiên chúc các bạn ngày thật là vui vẻ và bình an nha, luôn luôn là hạnh phúc của gia đình ha. Rồi bây giờ thì hôm nay mấy chị mình á, chị mình đi siêu thị Bixi. Hồi xưa đó là ở Việt Nam mình nó có Bixi với là Cô Ốt nha, nhưng mà bây giờ Bixi thì bây giờ người ta cũng đã dẹp rồi. Cho nên còn có một chỗ này thôi, nhưng mà nó đã sang qua cho người khác lấy cái hiệu là cái hiệu khác rồi các bạn, chứ không còn là Bixi nữa. Nhưng mà bánh mì Bixi nổi tiếng rất là ngon đây. Nó có nhiều size lắm, size nhỏ, size lớn, size bé, size vừa gì đó. Rồi bánh với lại nó làm bánh và bánh mà bánh trứng nè, bánh trứng ăn rất là ngon và bán rất là nhiều các loại phô mai ha. Mời các bạn hãy cùng theo dõi nha. Rồi mấy chị em mình sẽ ăn sáng thử cái món bánh croissant với lại bánh mì ăn với lại phô mai nha các bạn. Khi mà bước vào siêu thị, cái gian hàng mà ăn uống đó nha, mình hấp dẫn lắm, mình cái gì mình cũng muốn mua hết. Nhất là các loại phô mai nè, nhà mình thì đa số là mấy chị em thích ăn phô mai lắm. Còn đây là thịt nguội ha, rồi xúc xích nè. Nhiều lắm, rồi pate nữa. Những cái món mà thực phẩm mà để ăn chung với lại bánh mì thì rất là nhiều đó, mà bánh mì lại dễ ăn nữa các bạn, ăn sáng ăn trưa ăn chiều gì cũng được hết. Mình đi chơi, mình đi du lịch đó, mình cầm theo bánh mì cũng rất là tiện ha. Còn cái này là bánh croissant nè các bạn. Bánh croissant này cũng ngon lắm, làm bơ hơi nhiều. Hồi đó mình cũng hay, chị em mình cũng hay làm, nhưng mà thôi mua ăn cho nó tiện ha. Hồi xưa mình mua là một cái chỉ có 7-8 ngàn thôi, bây giờ lên còn là 15 ngàn một cái đó. Vậy lại bánh patiso này nữa nè, cũng ngon lắm. Bixi nổi tiếng làm bánh rất là ngon. Đây, bánh mì ha, bánh mì khổng lồ luôn. Thì cái gì mà nó lạ lạ thì mình cũng thích mua thử review xem sao ha. Đó, một buổi đi siêu thị Bixi. Rồi mời các bạn hãy cùng ăn thử mấy cái món này với lại chị em mình nha. Em đặt cho chị là người đẹp đường rầy. Người đẹp đường rầy. Được không? Bị đuổi vậy? Con này có đường rầy không? Con này là đường gì? Giỡn, trời con đường ngày qua vậy hả? Hôm qua
nhau hả? Bích xì cái chỗ còn cái gì nhất nữa còn dược á. Này người đẹp cư xá. Người đẹp cư xá còn cái này người đẹp gì? Người đẹp cũng được rầy. Cũng không được rầy mà đường rầy một, cái này đường rầy hai. Đường rầy, đường này nè, đường rầy này vô trong chút nè. Còn đường rầy này ở ngoài mặt tiền luôn. Thấy à, thấy rõ ràng nha, mỗi một ngày cho mình thay đổi về. Cộng mắt với cho quấn luôn. Để nè, nhưng mà cứ để đây nè Hoàng. Để đây nè Hoàng, cắt đi. Cắt nè. Tính bề cắt lát mỏng, nó mỏng. Okay. Có đồ kẹt nè. Giờ chị tươi cái ăn này trước đi. Tươi chị cũng ăn cho nó đừng ngán, kẹt kẹt nó ngon vô vào cái này. Thôi, nè, phải ăn cái gì, vẫn hay là ăn gì được. Nhưng mà kệ ăn cái chút đi. À đó. Không, bày ngang á. À đó, bày ngang xé xé vậy nè. Đó, đeo đo vậy đó. Đo đi. Đo vậy nè. Đo một cái nè. 2 3 4 5 5 ổ bánh mì nhỏ thành một ổ bánh mì lớn. Đó. Còn cái này nhớ nhớ đó có 11, 12 ngàn, 12 ngàn cái tại vì cái đề cô phải nhắc nó bị dạ, nó uống vô nó một tòa uống trên bởi hai cắt này chưa hai. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ ăn bánh mì khổng lồ. Trời đất ơi, bánh mì khổng lồ hồi bữa các em bé mới đẻ qua đi chị Lan dễ đi mua trong siêu thị Pixi đó. Cắt rồi. Cắt đi. Trời ơi, không ai ăn rồi. Cắt lá phải. À cái đó hả? À khoai lang. Khoai lang cái này. Lấy da răng chưa. Ủa nó kia kìa. Bánh mì cũng. Lâu lâu ăn lại cái hồi xưa mình đi cái gì đó, Cora hả? Cora. Cora là ở ngoài kia. Còn bây giờ là Bixi á, thường thường nó ưa bán bánh mì bự gì lắm nè. Mà sao giờ không còn. Nhưng mà giờ nó bán cho thế nào rồi, lấy tên thành vô. Không còn đấy. Cái này là đi ra cái bán này là quên là cái này phô mai không? Hồi xưa nó là Bixi á các bạn, bây giờ thành là vô bán cho ta. Phô mai tàng ông thấy mà 7 giờ kỳ này nếu mà đi vô ở đây không biết có không? Cái kỳ đó phô mai mà móc á, mà không dám ăn. Nhưng mà giờ hôm qua thấy có con phô mai mà mình thấy nó móc xanh xanh á, trắng trắng xanh á, nó hơi hôi á. Ở bên thì đó, ở Phú Quốc nó bán nhiều lắm, ý đó là nó bày ra nhiều mà không dám ăn. Ở đó ba đó, ổng đem về phơi mai đó, đó. Cái xong cái hôm qua này bỏ, thấy cái con Ukraine nó đi chợ nó mua cái nó quay cái hàng phơi mai bên Ukraine mà thấy mà thấy ghê luôn á, nó đủ loại hết trơn nha, nó đủ loại rồi cái nó để quá nhiều. Đàn ông này là nó ăn nó hơi nhẫn nhẫn nhưng mà nó ngon. Nó nhẫn nhẫn. Mấy đứa này đâu biết ăn. Rồi đó, tụi chữ trẻ nó mới ăn này đâu. Dạ. Bữa chị quay ở bánh mì khổng lồ. Ăn miếng mỏng với cắt ra đừng ngán. Giống như là em bé vậy. Em nướng lại cho. Nướng hả? Chứ giờ nó nói hôm qua là cái này. Vậy là giờ mua bánh mì này nè hả? Có gì để mình nướng rồi. Tại gì? Tôi cũng lấy hôn cái nghiệm á. Lấy chi? Chiều sáng bữa nào thì cũng có ăn ổ mà ổng ăn cũng còn à. Chị Dũng á, thấy mấy cái này là ôm liền, ôm cười chơi. Ờ, không thấy lạ rồi. Đó, thì đó. Thấy lạ. Thì đó, ôm giống như em bé vậy. Ăn gì hết. Đó. Nửa cái bánh Batiso đồng review. Nếu bánh mì rồi, nửa cái bánh croissant. Rồi miếng ăn bánh mì với lại phô mai thử có ngon không nha cả nhà. Ăn cái kèm với lại cái sốt gì đây. Ăn sáng uống cà phê. Ăn sáng uống cà phê, uống cà ly cà phê của em. Quen rồi, ngày nào cũng dự hội bàn đào. Dự hội bàn đào. Dự hội bàn đào này á là khoảng một tiếng. Rồi Mạnh Lai lấy dạ tớ ra đi về nhà lo công chuyện hết chứ chứ đỡ không đâu mà ngồi hoài. Con nguyên nhỏ chị nào. Xin mời các bạn ăn sáng. Bột cái này là bánh bẩy xô rồi nha. À thứ bảy hả? Bánh bẩy xô này là thử vào cái cục thịt nó đã đỏ đang cắt ra. Thịt bò. Mời. Thịt bò hả? Bánh bẩy xô thịt heo thịt ngon luôn. Thịt bò nó làm mắc tiền. Nè đâu biết này cũng có của. Bây giờ của Thái Lan nó mua lại của
Bixi là bao nhiêu cái vậy? 15.000. Hồi trước nó đã xì đặc biệt mình lên chỗ hội hội này mặn lắm, bây giờ nó bán có 7.000 à, giờ lên hoàn toàn cái tiếp của Hải nó đi mua bánh mì, nó mua bánh mì dài vậy nè, cái nó về nhà nó làm thịt nguội á, nó hô là cái xá xíu là con tự làm hay không, giỏi mà đó tụi nó giỏi. Rồi ba tê rồi cái nó ngồi ra nó cũng mở ra đó, rồi nó đoạn nó thôi ngưng rồi nó không chưa thì chiếu có đoạn ăn con mắc cỡ tự đó ra đi mua con thấy bánh mì ruột nhiều ghê á, tại đó thấy ruột lấy hơn các chị đó thì bánh cho nó ăn nữa hả? Trời ơi quả không có rồi không đâu có ăn thế nào cho ăn bẻ này nè, đúng rồi cho ăn tầm trời ơi nhìn thấy cái bánh này nó là làm gỗ rồi đó, nhiều đồ ăn quá trời ơi đi động đang một tính. Cái vậy Dũng mới là đi siêu thị rồi tớ có gì biết quá, sưng lên hôm nay giờ lát uống kia. Em muốn cái kia không à? Em không uống được coffee nhắc. Đó, thấy không? Hoài không hoài không có không nói đi nghe. Đi coffee nhắc nè. Chứ lên bữa uống cái coffee nhắc á thì nó bị đau bao tử. Rồi nam ghét quá vậy muốn cái gì mà hôm qua Út nó bán em á ba loại đó. Nó nói là nó nói là cô nó không có chịu chứ nó không có điều trị cho mình giảm đau. Đúng rồi, nó không phải là bị cớp, nó chỉ tạo chất nhờn nhưng mà nó uống dài lâu. Uống cái năm này có năm đó. Nó là uống đi. Cái cô nhắc với lại cái chị đó thuốc độc lòng á. Độc lòng. Ôi đau bao tử. Thì bởi vậy chúng ta mới nói là phải uống kèm bao tử. Khi mà mình nói mình mua mình bị là nó sẽ uống bán kèm theo bao tử. Để thành ra không kèm bao tử bệnh còn nhiều lắm. Đó. Hợp là phải uống kèm. Có gì đâu rẻ rồi. Chứ bây giờ không bây giờ cái tình trạng á bị khó nhiều quá ha. Chợ hôm qua. Mọi người là bị hết mọi người. Không nói gì đâu qua bị. Nó ra bao tử. Đúng rồi. Qua nó nói là con mà bao nhiêu đây là con còn bị ra đừng nói gì qua năm mấy. Chị Huệ hồi đó chị bị năm tuổi rồi, năm năm tuổi rồi bị tới bây giờ. Trời ơi biết là chị Huệ hồi đó chị đau lâu ghê. Thấy đẻ được nói là em đã điều có bệnh ha. Nhân trước lịch sử. Thằng ấy nó không nhớ lịch sử rồi. Huệ có hỏi trời ơi chị 67 tuổi rồi hả? Chị trẻ vậy ta nói trời mình thấy ta mặt nhẹ chứ ở trong bụng sao nó bấy hết rồi. Họ cười quá trời ta nói ra đường phải tươi trẻ chút xíu vậy đó. Em kêu hôm mai qua không xong về nhà, buổi trưa về cái đầu không ăn chơi nha. Về tới nhà là một mấy hai giờ. Ăn bánh này mình nãy hôm nay patiso mới đâu ăn chưa. Ăn tây mà. Bánh này với lại phô mai nè, phô mai nè. Nó ruột nhiều không vậy ha? Phô mai quá trời ruột nhiều. Mai lại không hả? Cần không? Bánh mì xưa nó ruột vậy đó lên, cho nên người ta nó đắng đắng, đắng đắng, đắng thấp nó mới ngon. Phô mai là không như đắng đắng vậy. Ồ. Quả bánh mì cần nước không? Không. Được rồi, nó vậy. Ủa mà cái miếng cái thì bà đâu. Nước mà về nè, nước dai nha. Thì nướng cái giòn. Đúng rồi. Có thể nướng ăn không? Đây thì nó nướng cho chị chán không chịu. Thôi xong rồi, chị tôi. Cái gì em nói? Cái có là nướng cái bơi, nướng cái rèn. Nướng á thì nó giòn nhưng mà ăn không thì cũng được nhưng mà nó dai. Răng cỏ lúc này yếu. Cái bơ này hả? Cái bơ này hả? Giống như là thời kỳ ấy hả? Vậy mà lên thời kỳ cũng dữ dội. Đó rồi, đi đâu ra đường thấy gì vậy đó. Cái phở là ruột gan nó bét hết trơn. Cháu trong bụng nó không còn gì hết trơn. Trong khéo này thôi. Trong khéo này. Nó già rồi, u 60 rồi. Này nhiều đâu mà. Chị Huệ ăn trước. Còn 2 năm nữa lại. Không còn nhận được. Nhận được 2 năm nữa là không còn. Chị ăn miếng gì? Quả hả? 2 năm nữa. Em 64, phải là năm 24 rồi em có chụp không? 2024 cho mình cho năm chưa tới đó rồi. Em nói 2 năm nữa em ơi. Thì hiểu rõ. Thì bây giờ tới cho năm thìn đó là mày đúng rồi, năm thìn. 60 là 61 á. Thì mày có nói là giờ còn mất. Tới đúng năm thìn đó là nó quay lại cái khuôn cái năm đó là 60 năm là nó quay lại. Giờ 58 thì mình phải nói thiệt chứ rồi người ta nói trời ơi cái mặt bà này già quá mày cũng khi tuổi nhỏ vậy. Không đâu. Cái tuổi này là nó phải nó tính trẻ 60 rồi đó. U 60 rồi đó. Đúng rồi. Còn mình là 60 mấy là U 70. Nó phải nằm trong cái khung đó. Trời ơi, nhà mình là coi như 60, 70 không? Đúng con rồi. Con mình 60 năm cuộc. Mình cũng là U 60 đó. 60 đó. Ờ, vậy hả? Sao? Còn cháu liêu. Hôm qua thấy mình nó đổi xèo đó. Thế giờ đủ ăn. Cái gì? Mày ăn cái bánh này đi. Cái nhà cái ở là... Bây giờ tiếp tục ăn cái bánh, nửa cái bánh croissant. À, croissant với bơ. Ăn nổi, ăn thiết cái gì không? Đeo qua đó, bánh mì có gì không? Có gì không? Nướng gì nữa? Được rồi, rồi. Một lần nướng thôi. Nướng lại á. Con gà này mình ăn nó giòn nó ngon. Còn nướng không á thì nó dai. Nướng này là để ngâm, giống như nướng nhanh lắm. Bà nhỏ nướng này. Bây giờ. Đây là rẻ là cuốc này ta còn biết rồi. Đó, chưa. Đó, phải. Ăn đi, chị ăn nướng lại cho này.
nước này, này. Nước này ngon, nước này ăn ngon, bởi vậy em nói lại hả? Nó không có dài, nó không có dài. Để chịu khó đi, chứ đâu như là bệnh ha, bệnh á, bệnh á nó xài cái là nướng liên tục luôn. Ở đây cái mấy chị cứ sợ, sợ nhiễm miếng nữa. Là nướng xài liên tục, mỗi lần mới vô hâm hoàng cho mấy đứa nhỏ ăn á. Ngồi hết trải sáng sáng hay sớm. Trà không? Chăm ăn trà. Ba cái ba đồ ăn đó là phải dễ mua. Thì đó. Mình sống theo cái thời của Tây thì là mình ăn đồ Tây cũng hơi nhiều. Còn cái Thái Lan với lại Hàn Quốc á là tuổi trẻ giờ nó mà ăn cũng mập nó ra. Nhưng mà Hàn Quốc cái dở nhất. Hồi hôm nào ăn của Hàn Quốc dở. Chỉ đó lục tiền mà hồi đó đi Thái Lan mấy chập á. Lục tiền mà còn giữ lại nó không có đổi lại. Còn dư con 1,000,000 về Thái Lan. Trời ơi. Dở kiếm ra. Mà 1,000,000 đó là so với so có như bà là bao nhiêu? Sao 1,000,000 thì nó cao hơn mình chút xíu. Giống như là 6,000 nhà bạc của nó thì là mình ở đây là hơn chứ. Đã bạc là mình tiền hơn nhiều. Cho nên cái đồng tiền đó thì bạn nhớ vậy ạ. Vậy chị kêu nói với tí bố đi á. Tính nói gì bố tiền. Nhớ rồi đi. À, giờ quên cái chỗ đó. Nói gì kêu tên. Nói là phải nói liền. Không phải muốn cầm cái viết á. Chứ có người chặn lại á. Chị viết vô rồi. Không, cái tuổi đi là tính nói gì. Quên ngắt quên rồi. Quên lấy. Mình đang phải học thêm vậy, học thêm. Vậy đó. Hôm nay là mà coi cái đó ở chợ cũng không có trường nào thôi. Nhưng mà cá sấu về. À. Đúng rồi, bánh mì này nhìn thấy giống như con cá sấu hồi nãy, còn một cái ổ ba rết này nữa nè, dài nè, quá trời luôn. Nhưng mà cái này thì có, từ lớn nhỏ. Cái này nó có nạc nhiều, cái rồ ruột nó nhiều. Trời ơi, cái thằng Dũng nó phái mua gì lạ lạ. Phái mua gì lạ lạ. Trời ơi, mấy cái này anh lấy không, cho em đâu có lấy, nó trời ơi, xem cầm gì bự vậy. Không cho biết mặt vậy ra vô, có khỏi có nói, đây là có mấy thằng trai, là anh em không đó nghe. Đó tại vì bà này nó khó đúng không? Không, nó khó đúng chứ. Đúng, cho nên mình sợ vậy. Đó, dắt qua cho biết mặt là mấy anh trai này là anh lễ được không đó. Thì khi cứ qua làm gì lấy đồ hay gì đó. Thì định nó làm. Ông không có cửa, ông kêu lấy cái hình chụp gia đình mà là hình đám cưới mà sẽ đang qua thì là bà ơi, bà hay đứng ở ngoài cứ mùa dịch vậy. Bà đứng bà đón cá đón đồ á, nhìn thấy mặt bà chùa quen mà, bà đứng ngay đầu đường không đâu. Đắc kỹ cũng được. Vì nên sạch sẽ. Cái mai này á mình ăn không cũng được. So với nhà của ông Phúc vô trời đây sợ quá. Nhưng mà nó phải nói các bạn cái hành lang mà chứ có mũi hôi không đây rồi còn qua mà hôi chứ nói lại tám tháng rồi đó mà hôi tám tháng rồi đó em đã tám tháng rồi đó nhưng mà đều nói không xin chào các bạn tao nghĩ là vài bữa rồi buổi sáng họp báo ăn sáng cha dặn con nó đó sẽ gặp lại video sau sau gặp lại chào đóng 100 tiền học là sẽ ăn bánh mì.